Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Chào bạn. Mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ, em tên là Phan Minh Phát. Hôm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên tài chính. Trước đây thì em đã từng du học cũng cỡ 8 năm. Dạ, có bằng thạc sĩ rồi làm bên Mỹ 1 năm rồi mới qua đây làm hơn 1 năm thôi ạ. Rồi, tới bên đây. Em tên là Nguyễn Thị Lan Phương, 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện nay làm quản lý bán hàng và marketing cho công ty sự kiện. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. 23 tuổi có 3 mối tình là cũng hơi nhiều đấy. Cũng khá. Dạ, biết yêu từ năm lúc mấy tuổi bạn? Dạ, từ năm lớp 11. Mối tình gần đây nhất là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ, 2 năm rồi chị. 2 năm rồi, thế tại sao 2 năm nay không có mối tình nào nữa? Tại nói chung là đợt trước không quen cái người mà không tốt lắm. Cho nên là dù bây giờ mình quen ai mình cũng cẩn trọng hơn. Chỉ là quen là muốn xác định là ai được thì quen lâu dài luôn. Là mình tính ngày nào tới tiến tới hôn nhân? Thầy bói nói 2 năm mới đẹp. Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp, hay đi coi bói lắm hả? Dạ không, coi tử vi trên mạng á chị. Rồi coi tử vi có nói tuổi nào hợp với mình không? 85. 88. Em 88 chị. 88, vô rồi. Hai bên kia là ta trải qua 3 mối tình rồi. Còn mình lý do tại sao ế đi ra qua nước ngoài làm việc 8 năm rồi về đây nữa. Sao ế được? Cuộc đời nó có những cái mà nó ngồi đó. Bản thân em ra ngoài em diễn thuyết, em nói làm bất cứ điều gì. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với con gái thì em rất là run. Em nhắc gái nhỏ giờ rồi, nó khó rồi. Vậy mình run trước mấy mối tình rồi? Dạ mới có một rồi. Việt Nam hay là ở bên nước ngoài bạn? Dạ ở bên nước ngoài. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì là bạn kia thì bạn có chí hướng là ở bên nước ngoài để bạn công tác. Còn mình thì mình phải về Việt Nam, mình trách nhiệm gia đình này kia, thành thử ra nếu người ta học thạc sĩ xong ở bên kia luôn. Tư tưởng em nghĩ là ở đâu làm cũng được. Quan trọng là bản thân của mình á, ở Việt Nam thì em có gia đình, thì em phải có trách nhiệm của em. Và em cũng phải biết giữ lấy cái cội của mình. Dạ. Bây giờ mình đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ muốn lắm rồi chị. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. Vợ có phải làm dâu không bạn? Dạ có ạ. Đó, thấy không ngộ ha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Dạ, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Được là cưới luôn đúng không? Dạ. Rồi, để mình hỏi bạn gái bên đây xem bạn em có chịu làm dâu không? Dạ, làm dâu được ạ. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Sau này mình có công việc gì đó bận rộn thì bố mẹ có thể hỗ trợ. Chính xác. Dạ. Với lại đặc biệt là em rất là thích nấu nướng. Nấu ăn cũng khá ngon nhưng mà có một cái khuyết điểm cũng chắc cũng lớn. Không thích dọn dẹp nhà cửa lắm. Ồ, sao giống chị quá vậy? Hơi dẻo miệng chút. Hơi dẻo miệng. Cũng được lòng phụ huynh lắm. Vậy hả? Dạ. Còn những cái khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính, có gì thì hay một tuyệt ra vậy đó. Chắc đặc điểm của con Bạch Dương á. Trời, cô này có vẻ mê tín quá ta. Nhưng mà nó nghe là mình có cái đưa ra cái chuẩn cái mẫu người đàn ông mình cần tìm không? Chị biết Song Joong Ki không? Trong phim á. Nhưng mà em thích cái, em ý em là em thích nam có nụ cười đẹp. Tôi qua tôi coi cái mà. Cười xoay qua đây cười cái coi. Nụ cười này đẹp không anh Linh? Cười có duyên. Mỗi người có một cái nụ cười riêng. Không ai giống ai được trơn. Có khi mình thích nụ cười kia nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lừng khừng cái nụ cười cái là em nói chị á phải không? Dạ không, em không nói chị. Ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng về bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em ít nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Thì em đi làm rất bình thường, cũng nhiều khi tô phở với bánh mì thôi. Rồi. Nhưng mà giống như nếu mà người yêu của em mà bữa nào mà thích mà đi ăn gì đặc biệt đó là giống như đi quất cái nhà hàng sang thì em sẵn sàng em chở em đi thôi. Nhưng bản thân mình thì cũng tiết kiệm nhưng mà với bạn gái là cỡ nào cũng chơi. Dạ. Nhớ nha. Dân gian tao nói là dạy gái. Có đó gọi là ga lăng nhục thiệp cái gì đâu. Với lại vợ mình phải sợ chứ, phải học hỏi anh Linh vậy là gia đình hạnh phúc vững bền. Đúng không em? Quên, đi học 8 năm mà bển về ít nhất phải có tiếng Anh rồi gì chứ, làm bạn hát tiếng Anh rồi gì coi. Giờ bắt đầu nói chuyện với Di Tường bằng tiếng Anh đi. Thôi khỏi, khó qua hát tiếng Anh đi cưng. 2, 3. You must believe fairy tales come true ever after happily dreams come true. Just believe in me. Sao ta hát mà anh lên gãi đầu vậy? Anh không hiểu. Sao nó anh... kể về mối tình giữa hai người mà mong muốn là giống như nó trở thành một cái chuyện cổ tích như vậy đó. Rồi. Không mà nó nghe nè, sao hát giống đập quá vậy? Em đâu nói em hát hay đâu chị. Người ta có cái khiếu thì dịch ra vậy thôi được rồi, đừng có đòi hỏi lớn quá. Em biết hát mà em. Rồi. Em làm hát bản hát gì mà cho nó xôm xôm lên coi, anh Kiên hát buồn quá Dạ. Anh Kiên hát buồn nhưng mà anh dễ thương lắm. Rất là thân thiện.
rất là hậu luôn. Hôm nay em thích hát dữ lắm luôn mà tự nhiên em bị cúm. Kệ nó sao đâu, hát cúm hát tao hát cúm. Ồ, giọng em hát được đó. 2, 3. 2 AM and the rain is falling. Thôi khó quá, bỏ qua luôn đi. Bỏ qua đi anh. Em cúm rồi. Đoạn nó cho qua đi. Mình sẽ cùng giao lưu với người thân để xem ý người thân thế nào ha. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có bạn thân nhất mới từ Đồng Nai lên tham dự. Từ Đồng Nai lên tham dự luôn. Rồi, bạn thân đâu? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em thấy anh bên đó như thế nào? Có hợp với bạn mình không? Dạ, hợp đấy ạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ, cũng rất là có duyên ạ. Em có bao nhiêu anh em? Dạ, em chỉ có một thằng em thôi ạ. Có thằng anh nào không? Dạ không. Hôm nay ngoài em trai của em, có mẹ em hả? Dạ có. Quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của cô thế nào? Phát là người đàn ông của gia đình thật thà và hiền lành. Chính là chỗ đó nó hơi kém như bạn gái á. Thật thà chất Phát từ từ sao có cái gì quý báu sẽ tự tìm đến. Mời em trai của Phát, em thấy tình hình có phát triển được không? Dạ em thấy là có thể phát triển được á, tốt luôn á. Tốt luôn ha. Dạ, em thì không dám có ý kiến cho anh hai nhiều nhưng mà có cơ hội thì có thể thử. Thử gì? Thử hẹn hò á chị. Thử hẹn hò thiệt luôn chứ thử gì nữa. Em có câu nào em muốn nói với bác không? Dạ. Bác ơi, bác có khó tính không vậy? Mình rất là thích người phụ nữ của gia đình biết nấu ăn là tốt rồi. Không, anh nghĩ một người mẹ mà đến đây đã thì một người mẹ rất là hiểu tâm lý của con. Và người mẹ này không có khó tính đâu em. Không, thì thật sự mẹ em không có khó tính. Không có khó đâu. Mà chỉ có nhiều khi lâu lâu dễ bực. Thì đúng rồi, có nhiều chuyện bực phải la lên chứ. Nhưng mà đây cũng phải là một bà mẹ chồng khó tính ha. Dạ, không phải. Khó đâu, đây bà mẹ rất hiện đại. Dạ. Anh thấy được rồi đó, em về làm dâu về được rồi đó. Có gì anh chịu trách nhiệm cho. Mẹ là tán thành rồi đó. Em trai cũng đồng ý, thấy cũng hợp lý rồi. Còn điểm gì nữa ta hỏi trực tiếp với nhau luôn cho nó rồi, dễ. Rồi chúng ta kéo màn lên đi. Đấy, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhắc tuồng, trời ơi, để mẹ nhắc tuồng nữa. Phát ơi, nó chết rồi. Bạn em. Thấy chưa? Mẹ vậy là không bao giờ khó tính, mẹ ga lăng hơn con luôn nữa. Cho anh hỏi quan điểm tình yêu của em đó giờ sao? Tình yêu là chỉ có một thôi, không có chia năm sẽ bảy gì hết trơn á. Tính em có hay ghen không? Ghen miệng thôi, nhưng mà tin thì nhiều hơn là ghen. Anh có lăng nhăng không? Không, anh đó giờ anh chung thủy. Anh thấy em sao? Nhìn em dáng đẹp. Không, em mập lắm. Thật sự đối với anh thì hình dáng bề ngoài nó không có nặng lắm. Quan trọng là cái tâm hồn. Nhiều khi em nóng á, em cũng hay xấu tính một chút. Nhéo rồi đúng. Anh có thoải mái không? Thà là em nhéo người ấy thôi, chứ em đừng im lặng anh sợ. Nhéo nhưng mà nhéo. Nhéo vừa thôi, nhéo yêu thôi chứ nhéo đau quá, bầm tím người ta cũng không được nha. Nhéo chỗ kính á, nhiều khi cái mặt của người ta vậy mà cắn nhéo lên chở người ta đi làm không được đâu ạ. Dạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ cũng dễ thương. Đó vậy được rồi, lấy nhau là con cái rồi sao? Con cái là của trời thôi chứ. Ảnh cho mới đẻ chứ của nào mà trời cho. Ý là mình không cần phải kiên cử hay kế hoạch gì hết. Trời ơi, ra nguyên đội banh luôn hả? Không, ý em là mình không cần phải, dù như là nhiều người kết hôn xong thì mấy năm sau người ta mới có con chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thì không cần như vậy. Đúng rồi. Cứ tới đâu hay tới đó, không sao hết. Em lo được, thành thử ra tới đâu hay tới đó. Em cũng không ép vợ nữa. Nói chung là vợ nào kêu thôi thôi. Sao đó con? Dạ. Ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay là không hẹn hò. Chọn hay không chọn. Đồng ý thì nhấn vô. Suy nghĩ cho thật kỹ bạn nhé. Rồi mời bạn Nam để tay nút bấm. 1 2